Em hỏi anh đêm nay anh đi đâu nè, anh nói rằng anh đi giăng câu, anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu, anh có cái sao anh trống ào ào. Em hỏi anh giăng câu ra sao nè, anh mộc mỏi anh đi giăng câu, anh đi giăng câu con cá nào ăn, con cá tha mòi là con cá gọi đời. Nếu như mà bỏ con một mình con có đói không Trí? Đói hả? Con biết kiếm đồ ăn không? Đói thì làm gì giờ? Thì đi đào trùng hoặc là đi lượm chai đi bán mua gạo ăn. Đào trùng là sao? Đào trùng lấy cái dao đào trùng xong rồi lấy cây câu đi câu cá. Hoặc là gì? Lượm như chai bán hả? Dạ. Hoặc là nhằm ít thì làm nhiều chút. Đâu con đó đâu được coi, con cá hay con đực? Con đực. Sao biết con đực con cái? Đực, nếu con đực thì nó có dấu gạch dài như nè. Nếu con cái nó có cái dấu bự ở trên đây nè. Con nào ăn ngon nhất? Con hai con nào cũng ăn được hết. Con đụng nó chưa? Những đứa trẻ, con anh Thanh năm đâu Thanh? Con đâu? Gửi gửi. Ồ ba Khía. Đâu? Ba Khía nhỏ quá. Giờ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình của huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng, và không biết niềm trăn trở như thế nào mà khi gặp về hoàn cảnh của anh cò đó, Bùi Hồ cũng rất là phân vân. Khi mà cái gia đình của anh đông con như thế mà lại sống trong một cái căn nhà mục nát, cô bác quý anh chị, nên hôm nay dịp trước Tết này mình trở lại thăm gia đình anh cò, cũng như là cùng những cái đứa trẻ trải nghiệm những cái chuyến đi bắt những cái con chuột cũng như là cá thôi lòi. Hôm nay gặp mấy bé nè. Dạ chào chị nha. Chào anh cò. Hôm nay khỏe không? Khỏe. Anh biết em đi hôm nào tới giờ không? Đi hôm nào? Qua tới giờ đó. Mới tới đây đó. Cực quá ha. Gặp anh thương quá mà, anh thật thà quá chị, mà. Chị cô anh mới niềm ư. Nó nè. Nói mấy đứa bé vô đây chơi. Chơi mình nè. Ai vô. Ê con. Cho đây nè, cho đây chú nè. Anh không anh niệm một coi kia nãy. Ủa anh nói gì với bé vậy? Nói lại gặp cậu. Lại gặp cậu hả? Ừ. Rồi à, con chào ba. Dạ, cái nhà này là nhà của bà nè, cô bác quý anh chị. Nhà bà thì được ngân hàng Việt Tinh Banh cắt cho cất lâu chưa anh cò? Lâu rồi, cất khoảng 4 năm nay rồi. À, hôm nay thì lúc trước á, em gặp mấy anh em mình đi bắt bắt cá thòi lòi, rồi sau đó về nhà anh thì gặp mấy bé nữa tại bắt cái con chuột á. Thì em muốn trải nghiệm với lại cuộc sống của anh với lại mấy bé trong cái gia đình của mình. Trước khi đi á thì em xuống đây em có mua một ít bánh cho mấy bé ăn lót bụng nè. Rồi kêu mấy bạn, kêu mấy bạn anh là mấy bạn là đây đi. Đó, coi ha, coi mới nè. Rồi sau đó là em nhớ sẽ con ăn nhiều nhiều vô nha. À, cảm ơn cái chuyện cuốn tôm me nói sao ta? À cuốn. À cuốn. Cả con. Mỗi bạn hai cái được không? Ừ. Sao mấy bạn kia vô luôn? Nè con. Nè. Đó giờ con có ăn bánh này không? Có biết. À, có là vui rồi. Bà con mời bà nha. Cái này bánh này ăn lót dạ thôi. Cho mấy bé đi ăn lót dạ. Anh. Rồi ăn luôn nha. Sáng nhẹ cô chưa ăn sáng. Bạn nào bé nhất nè, con nè. Xe. Bạn này tên gì? Xe. Xe hả? Thanh chuyển đi Sóc Trăng mà chuyển không kịp, bắt lên để trên xe rồi đặt trên xe luôn. Trên xe luôn. Xe ba. Rồi bạn này ba cái luôn rồi kìa. Ba cho nữa kìa. Ở ngày cuộc sống của mình thì sao rồi? Thì cũng vậy đó, cũng đi lưới rồi thịt cá không sao, rồi mấy đứa con đi thục ba cái chuột ủ rồi đó, ba cua chuột ủ đó. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa, khi hai đứa nhỏ là kế nhỏ như hai đi rửa chén mướn ta rồi. Rửa chén đóng cưới á. À, đứa lớn hả? Đứa lớn rồi với cái đứa nhỏ, kế lớn nhỏ hơn nhỏ này chút đi phụ sách. Người ta ăn rồi sách đi cho chị nó rửa. Ngày được nhiêu? Ăn có mâm 15 ngàn à. Mâm 15 ngàn, mười mâm này được 150. À.
là mày rửa vừa nhóm họ luôn rồi vừa rửa ấy uống cuộc là chạy đi mâm có 7.500 chứ nhiêu. Dạ hả? Hả? Con anh là bé này nè. Bé này nhỏ nhất rồi kế nhỏ này đi. Đây. Nhỏ này thứ ba. Vậy là hai bé này, còn bên đây là cháu với lại cháu. Ừ. Cháu. Cháu của chị. Anh nuôi cháu này đó phải không? Ờ nuôi đứa cháu. Ừ. Rồi hôm nay thì mấy anh em mình sáng sớm nay sẽ đi đâu? Em hình như là nghe nói trước đây anh đừng đi qua biển Trần B hả? Ừ, biển Hồ Bể. Hồ Bể. Ừ. Đi bằng gì anh? Đi xe mình đó. À. Xe đó đó. Đi qua Hồ Bể đó. Ừ. Mình bắt cái gì? Đi quýnh lưới, quýnh lưới cá đối á. Đánh lưới cá đối. Ừ. À. Anh đi đánh lưới ở bên đó lâu không? Cũng đi lâu mà tới nước á mới đi. Còn như bây giờ bữa nay chưa có rồng đó Hồ Bể. À. Chắc bữa nay cách cỡ khoảng mốt á, mốt là rồng là đi rồi đó. À, đi còn bây giờ sáng nay mấy anh em mình đi đâu? Bây giờ mình đi thục chùa ủ à. Thục chùa ủ hả? Ừ. Mình phải đi thục chùa ủ lại kiếm mớ gì đó. Như là nước bên kia nó kém thì mình ở đây thục chùa ủ, hoặc khi mình đi làm cái nghề lao động khác, hoặc khi mình đi thục cá bóng sao rồi đó. À. Ừ, vậy đó rồi kiếm tiền gạo rồi thêm. Dạ. Thục chùa ủ gần đây không anh? Gần chỗ theo sông đó. Theo bờ sông. Theo cặp cái mấy cây mắm hay sao? Cây mắm, cây đước rồi đó. Ừ. Nó dưới gốc á. À ngay chỗ cái quán, ngay chỗ cái ngay chỗ quán đó không có đâu. Không đây có. Nè mình đi qua đây có. Đây là có. À bây giờ mấy anh em mình đi. Ừ. Ở trưa nay cái ngày lao động của anh này nhiêu thì em sẽ tính cho coi. Trưa nay thì em sẽ ở đây gần chợ không? Ừ. Em gần chợ hay gì hả? Ở trưa nay mày em sẽ hỗ trợ mình ít xíu đồ. Ừ, ở rồi. Đây. Bây giờ mấy anh em mình ăn ăn sáng chưa? Ăn chưa đó, bây giờ ăn cái này là được rồi. Ờ ăn đi. Em cũng ăn miếng luôn. Nè. Mùi hồi cũng chưa ăn. Mình luôn. Ăn lót dạ đi rồi mình đi thục. Coi chỗ ủ đó là mình làm gì ăn ngon anh? Gan me. Gan me hả? Ừ. Một là gan me, hai là nấu canh chua. À. Mà nấu canh chua mà bằng me sống mới ngon. Ừ. Rồi nhớ mình ăn cái món sản đặc sản của mình đó là như là bóng bung súng. Bây giờ anh em mình đi thục chùa ủ xong rồi đi đục cá hồi lòi được không? Cũng được. Ừ. Trực mâm thưa chút xíu được chưa? Cá hồi lòi mình nướng ăn. Ừ. Ha. Ngon không? Bánh ngon mình. Ngon. Chắc lại đổ bụng á. Ô con mà. Ngon cỡ. Không. Ngày có em nữa rồi. Tại đó. 2.5 tháng nữa đó. Không. Sắp sửa 5 đứa rồi. 5 em. À. Bữa nay cái mấy tháng rồi? 2 tháng rưỡi rồi. Trời ơi thằng khổ gì mà đẻ nhiều của đuôi không nổi không? Mình mấy ngày đi, cái vụ này mình cũng hơi ngu ngu chứ đôi lúc cứ lo làm mà quên cái có con cái vậy thôi. Đôi lúc người ta kêu cái gì đi đình sản đình gì có biết đâu mà đường nào mà đi. Vậy đó rồi người ta rồi mình dặn mình á. Nghèo là ngu rồi, ngu rồi. Biết rồi cái nó có con gì hoài đó. Có cái ông ở bên kia đó, 9 đứa rồi đó. Ở đâu? Cũng bên đây nè. Lo nghèo quên cái có con hả? À, bây giờ mấy em mình chứng lại. Ngày bình thường là mình bắt được bao nhiêu ký anh con? Ký, 2 ký, tùy theo ngày. Dạ. Mượt nó không tục nữa. Bà nay khỏe không? Khỏe không? Bệnh hoài. Bệnh hoài à? Hai chân đi không nổi hơn. Giờ mình chuẩn bị đi bắt cua mấy đứa lấy cái thùng chưa? Hôm nay mình với lại anh cò cùng các con của anh để mà trải nghiệm một cái nghề bắt những cái con chuột như thế nào. À, chắc có lẽ là bắt xong mình sẽ luộc ha anh cò ha. Ừ, luộc. Bỏ vô nước sôi luộc á. Ấm gà đánh lưới có con cá nào tô không? Không, đâu có. Hồi lâu lâu tháng nhiều lúc 20 mấy bữa được con. Hồi qua được con. Dạ. Được con hơi nhỏ, con có 5 kg à. Ờ, con cá gì? Cá chẽm. Ờ, anh bán được nhiêu ký? Được 100 ngàn. 5 kg được 500 ngàn. Ừ. Qua rồi 500 ngàn, qua 110 ngàn, đóng cưới 3 đám hết luôn.
đám anh đi nhiều ưu tiên nha, đi 200 đi trả người ta. Hồi đó mình sinh nhật con mình thì người ta loại 200. À bây giờ mình xuống đây đi rồi anh nè. Đi nhẹ nhẹ đó. Ở bé này đi được không? Được. Bé nhỏ xíu nè. Ừ, nó đi theo vòng vòng vậy nè. Nó hạng nó đó. Gà nó đi được, đứng ở đó đi hả? Thôi đúng quá. Ừ. Nó mới xuống rồi. Mẹ nó cũng mới chạy nữa. Sai sai đáy mẹ anh vẫy nó nhập lên vẫy nha. Ui. Ừ, thấy không? Miễn hả? Nãy mà không có bao tay là dính liền, thấy không? Ờ. Ghê quá. Xé cho vừa canh ngọt ngò nhỉ. Nè, bó má. Nó còn tới cho vừa ông mà xé. Con mới nói gì vậy? Nó cho nó cầm cầm nó. Mẹ nó không ở dưới góc này đâu. Ờ đây một con tên gì? Con tên Trí. Trí, còn bé gái? Thanh. Thanh hả? Dạ. Ở gái tên tên Thanh luôn ta. Có không Trí? Chưa có thục chúng nó. Đụng nó chưa? Chưa. Đụng nó chúng rồi con nhắc sình xuống dưới à. Nó đụng chúng à. Thục nhẹ nhẹ đó con, có chuyện có miệng thôi đó. Trí năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 tuổi hả? Con học lớp 6 hả? Lớp 1 rồi. Ồ lớp 1 nghỉ rồi, sao nghỉ học sớm vậy? Học ngu quá. Cô nhéo bài. Cô nhéo bài quá. Cô nhéo quá hả? Không mà cô cũng chết tới giờ, cũng nghỉ học tới giờ luôn. Xạo ông ơi. Thiệt á. Cô chết hả? Dạ. Nó dốc hay là nó chơi? Thiệt. Chết rồi. Cô chết hả? Ừ, bị ung thư máu. Cô chết nghỉ học luôn. Nghỉ học tới giờ. Có không con? Trí thích cái nghề bắt này không? Thích. Thích hả? Thật nó có cảm giác của nếu nó kèm cái một đau lạ. Đau la. Lạ lên cứu. Ừ. Có không con? Chưa có dính đâu. Ừ. Ba mẹ Trí đâu? Đi bỏ. Đi bỏ hả? Dạ. Ba mẹ con bỏ con hả? Dạ. Bỏ luôn hay gì? Bỏ luôn à. Bỏ luôn. Mới thăm lần á. Đi theo trai mất tiêu rồi. Mẹ đi theo trai mất tiêu rồi. Dạ. Người con ở với ba. Ôi ở với cậu. Còn ba? Còn ba con bỏ mẹ con. Bỏ con hồi mà 3 tháng ở trong bụng. Ba con bỏ mẹ con. Bỏ con hồi 3 tháng. Dạ. Ba bỏ đi đâu? Bỏ đi. Đi với đâu? Mất tiêu tới giờ còn chưa thấy luôn. Không biết ba luôn. Dạ. Rồi không có hay vậy con? Có, đi dài dài coi nữa. Miễn đâu? Xe đi đồng miễn. Cô bác anh chị thấy những cái đứa trẻ vùng quê á, nó phải tự mưu sinh từ nhỏ. Ba thì bỏ từ lúc 3 tháng hả Trí? Dạ. Còn mẹ thì mẹ thì đi theo trai hả? Dạ. Mẹ đi theo trai lâu chưa? Đâu? Đâu đem qua đây chú coi coi. Đâu? Giống con bồ cạp chứ hả? Đó người ta kêu con. Con gì anh? Kêu cái con gì mà ghê quá. Ghê quá, con này ăn được không? Ăn người ta làm thuốc xỉn. Dạ? Thuốc xỉn. À, con này con gì anh? Người ta gọi con máy cài gì đó ở đây. Ờ, à, thôi con bỏ đi. Trí có mấy anh em? Trí? Dạ con hả? Ờ. Chị con chết hết đứa giờ còn anh Tật Tật, anh Nu, anh hai rồi. Ừ. Ờ thương Trí rồi ha. Trí bỏ hết chứ không có thằng nào thăm hết chứ. Mẹ bỏ, cha bỏ luôn, không có ai thăm luôn. Ừ. Là mình anh nuôi 5-6 người trong nhà rồi. Ừ. Anh... hồi nãy có thằng nhỏ nhỏ vừa vừa đó, bây giờ đi làm mướn cho anh ta, nó cũng cháu nữa là anh thằng này anh Trí nè. Ừ. Mà thằng ai nấy sống mà bị gì không cha không mẹ dạy á. Ừ. Nó
không có ai dạy nó, rồi lớn lớn rồi nó đi, rồi thận mạnh nào nó đi làm ăn để sống một mình vậy đó. Ừ. Tự ăn nó sống luôn. Ừ. Tí là anh nói có mấy anh em? Ừ, chị hai nó một người, rồi nó anh hai, rồi tới chị ba nó, rồi tới anh ba nó, rồi tới anh tư nó, rồi tới nó. Nhiều chứ hả? Bốn đứa. Có không anh? Chưa có đủ. Một cái nó ở, một cái nó không ở. Bây giờ lội xuống nước hả? Không, anh đi ở trên trên thử để tôi coi cái nào nó có. Này là dừa nước nè phải không anh? Dừa nước này với ấy. Xe đó, lăn lửa đó xe. Tí bây giờ muốn đi học lại không con? Tí? Con hả? Ờ. Không. Sao hả? Không có tốt hơn người biển. Không có tốt hơn người biển, sao không tốt? Tại vì con thích đi biển hơn. Con thích đi biển hơn hả? Dạ. Đi biển thì con thích làm cái nghề gì ở biển? Cầm thồn cho cô tư con nước lưới. Ừ. Hoặc là mình nếu tháo không kịp thì con định tháo từ 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 đi. Con thích đi biển hả? Dạ. Lớn lên làm nghề biển luôn hay sao? Làm nghề biển hoặc là đi ghe. À, con đi học thì lớn lên con đi, con được làm ở trong máy lạnh con chịu không? Dù lạnh chứ luôn, con nhắc tới con ngủ còn con lắp bền á. Sau này con được đi nước ngoài chịu không? Hả? Không thích. Không thích hả? Dạ. Sao không thích? Thích biển hay gì tí? Đi thích hơn ấy nữa. Thích hơn đi nước ngoài. Có không Thanh? Sao đây cái rễ cây dữ nhiều vậy ta? Để bắt được một con chuột u đâu phải dễ anh cò ha. Anh cò với lại mấy đứa trẻ này nó cứ thục kiếm mãi à. Nãy giờ hơn 15 phút rồi mà chẳng có được con nào luôn á. Qua bên này thử coi. Cây này là cây gì anh? Còn cây cây đó là gọi là tự nhiên quên tên. Cây nước. Hàng ngày tụi con thường hay đi bắt kiểu vậy không? Có. Có hả? Con bắt bên kia không à? Ừ. Bên này khó hơn hả? Ôi. Nhớ rồi, bên này có hang nhiều. Có không anh cò? Có. Đâu đâu cho em xem với. Sình ghê lắm. Đâu? Ồ khó dữ ha. Trong cái kẹt. Ờ. Thấy trong cái kẹt. Ừ. Nãy giờ mới bắt được có một con hả? Cho anh đi lên thành phố bỏ biển anh chịu không? Thôi, không đi được. Sao hả? Tại vì yêu thích nghề biển rồi. Đi rồi lớp nào không biết, con rồi bỏ vợ bỏ con. Rồi bỏ rồi con nhỏ 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 đâu có đi được. Nếu mà đi cả hết gia đình. Ừ. Đi cả hết gia đình thì sợ con nó dốt. Nó không biết chữ nghĩa giống tôi vậy nó khổ nữa. Ừ. Vậy bây giờ mình gắng bơi vào nghề biển đánh cá bắt cua rồi gắng nuôi con nó biết chữ nghĩa với người ta. Ừ. Đi thôi. Nào con nó lớn lớn mình đi được đó. Giờ con nó quá nhỏ đi một mình cũng sống không nổi. Tiền phòng trọ này cái nào cũng hết rồi. Đi bỏ biển chịu không? Không được. Đi đây. Không được. Đi đi em tài trợ đi bỏ biển. Thôi. Đi làm phải có cái nghề chính đáng rồi. Con rồi nó làm được 3-4 người trong gia đình như vợ làm được nè, con làm được đó thì được. Còn mình đi một mình hả là không đủ ăn đâu.
không được ăn nữa. Đi chứ sao không, nửa phòng trọ ăn hết rồi. Ừ. Rồi mình làm một mình tháng được nhiêu đâu, giỏi lắm 7-8 triệu, 10 triệu mà phải làm giỏi mới tới có lương cao gì nữa. Thấy anh cần cầm cuội mà bắt được cái con chù ụ á, mà thấy thương ghê không? Sáng giờ chưa ăn gì luôn hả anh con? Sao không dám ăn sáng? Để dành tiền gạo cho con ăn thêm. Rồi ăn sáng giờ mình ăn tôi bún 20 ngàn. Để mình mua được 2 ký gạo rồi phải không? Ừ. Mình nhín cái đó lại. Mình ăn vợ con mình khỏi ăn. Chịu không? Thôi ăn cùng ăn hết rồi. Ăn cùng ăn hết hả? Ừ. Chứ mình làm gì đâu có được. Sao không được? Ăn một mình rồi bỏ vợ con đói đâu có được. Chù ủ này làm như nó tùy theo cái con nước thì sao á. Giờ không có hả? Cũng có bây giờ nó lâu lâu được 1-2 con. Đây là những cái hang đó nào phải không? Ừ, cái hang đó đông gì đó. Anh có ước mơ gì không? Ừ, tôi bây giờ trong ý tôi á, hiện tại bây giờ tôi muốn hiện thực tôi có được 30 triệu thôi. Ừ. Để mua một cái chiếc ghe để đi đánh cá nuôi con, rồi mua được cái máy nhỏ nhỏ giống như cái vỏ bê ca mình đó. Ừ. Còn tôi ước mơ gì mà làm không có ra tiền phải đó, nó lượm. Nếu mà tôi được chiếc ghe đó tôi nuôi vợ con tôi cũng đỡ đó. Ừ. Nó không có mấy gì mình ít mệt hơn á, bởi vì mình có cái chiếc xuồng nó đi qua lại á. Dạ. Còn không có mình đạp mông đi bộ. Dạ. Nó cũng hơi mệt, bởi vì mình xài bằng cái bộ lực của mình. Dạ. Còn mình có kia mình ra hơi xa xa được. Dạ. Bắt được con cá hơi nhiều. À, ví dụ như giữa ghe và nhà thì anh thích cái nào nhất? Mà tôi nhà thì tôi cũng thích mà thích cũng được, mà giờ chủ yếu là tôi thích ghe chứ cái đồ làm ăn nó có cái tiện lợi hơn. Sau này mình cất nhà từ từ, còn mình cất nhà thì bỏ đó rồi đâu có tiền ra vô đâu. Nói vậy đó. Mình muốn đi làm tự bản thân mình á, cho nó có đồng tiền mình cất nhà. Ghe mua ở đâu? Ghe mình mua ở chợ Gòi nè. 30 triệu hả? 30 triệu vừa máy luôn đó. Rồi vừa, vừa lưới luôn á. Mình làm lưới không là sơ sơ cũng một cái máy vừa cái đuôi không là cái máy không 7 triệu rồi. Còn chợ lãi không là 10 12 triệu, 13 triệu gì đó, đây người ta mua á. Rồi là thấy hết 19 triệu rồi. Ừ, còn 11 triệu mình mua lưới. Mua lưới rồi nhiêu đó là cha con đi biển là khỏe ngày cũng 500-600. Rồi có thể mình ăn hết 300 mình chừa lại 200 khoảng vài năm nữa cũng phải cất nhà được à. Cất nhà rồi nhiều nhất vừa vừa cũng 50 triệu thôi. Bây giờ em mua, ví dụ như mà mua cái chiếc ghe cho anh không được không? Được. Chiếc ghe với lại cái máy không 19 triệu hả? À, 13 với 7. Cái máy 15 ngựa. 15 ngựa mới chạy nổi. À. Bởi vì biển nhiều lúc gió. Là đó, tôi được cái đó là tôi sức là mang ơn luôn đó, mà không biết như thế nào mà được. Là 20 triệu hơn. Ờ. Lưới có thể là mình đi hỏi tiền người ta mình mua được ít. Bởi vì mình có thằng đó sao mình đi đánh lưới đâu mình không có mệt. Rồi mình ra khơi quýnh được nhiều, với người ta ra khơi nó quýnh được nhiều lắm. Mình nói trong bờ đạp mông này chở cá 10 kg rồi cũng nặng á. Ờ dính rồi đó phải không? Ừ. Có phải không? Nó đụng ngay gãn. Rồi nó gãy chân nữa là sao? Gãy. Cái nào không gãy thì thôi. Cũng hồi hộp ha. Nó cắn á, cắn đau lắm á. Nó kẹp chứ nó cắn gì? Ừ. Nó kẹp nó quặp cái một ra máu. Rồi hết đụng nó hay gì anh? Nó chạy vô. Anh biết nhậu không anh còn? Ít lắm. Cũng biết nhậu ha? Cũng biết, có bạn bè mới nhậu. Dạ. Như là
có anh em bên vợ đồ đó làm một xị hay xị gì đó. Dạ. Rồi nhiều lúc uống ba cái bia hơi chai 10.000 nó uống tiết kiệm mà dễ chạy chết à. Cái đó đâu có mắc đâu, một lít nó có 10.000 à. Người ta có tiền người ta uống bia thùng. Dính chưa anh? Dính không? Dính, nó đi vô nữa. Khó ha. Mỗi một ngày lao động ở đây thì anh lao động được bao nhiêu tiền? Nếu đi làm mướn người ta ở đây được có 250 à. Mà làm mướn này á, đúng ra cái mùa dưa á, là khi mình đi khiêng á. Đâu nói rồi nè, con này nó rụng càng nó gãy chân rồi. Hai con rồi đó. Hai con. Đây, tiếp tục thôi. Đi đường nào ta? Đó, tôi móc cái hang này nữa, chừng có nữa. Mình anh mà nuôi mấy người anh còn? Một mình anh nuôi một thằng em bệnh đó. Thằng em nó bị, hồi đó nó uống rượu quá rồi nó bị sơ gan đó. Dạ. Rồi đi bác sĩ rồi cứ uống thuốc vậy đó. Dạ. Rồi nó sưng rồi ấy, rồi nuôi một người mẹ. Mẹ già hồi nãy đó 75 đó. Dạ. Rồi người vợ bây giờ cũng không có làm gì được nữa, mang bầu nữa rồi. Dạ. Hai tháng rưỡi. Rồi đứa cha, hai đứa cháu rồi. Rồi bốn đứa con. Vậy đó. Mà nhờ tôi cũng làm nghề biển này cũng giỏi giang siêng năng mới nuôi nó nổi, chứ còn yếu yếu nuôi không nổi đâu. Ừ. Nếu nếu đi biển đánh cá không được thì làm trên khô vậy á. Mấy cái hang cũng sâu dữ á, nó ở trong kẹt không à, cái ô u này. Bắt được một con chùa u đâu phải dễ đâu. 60.000 ký mà đôi khi anh phải đi cả ngày á. Nghe tiếng gột gột là có đó phải không? Tiếng động phải không anh? Sống này mấy anh em mình đi trượt mông được không? Trượt mông hả? Ừ. Trượt mông phải chắc nước. Một hồi nữa đây coi có nước lớn chưa. Nước gồng gồng mấy anh em mình đi trượt mông chơi ha. Ừ. Này cái gì thế? Trượt mông anh em mình giăng lưới bắt cá thòi lộ, bắt cá gì? Cá đối nướng ha. Ừ. Chịu không? Chịu. Nước lớn mình giăng lưới á. Bữa nay mà em không trả tiền có chửi em không? Ủa không sao đâu. Không sao. Có gì đâu. Từ hồi đó tới giờ anh em mình không từng gặp nhau, không lẽ nhờ chút đỉnh có gì đâu mà khó. Có gì đâu mà khó. Cái đứa lớn nhất của anh đi phụ quán là bao nhiêu tuổi rồi? Không phải phụ quán mà đi, nó mới có 15 tuổi hả? Ừ. Là đi làm rồi, kiếm tiền tiếp ba rồi. Ừ, tiếp tôi. Dạ. Đi rửa chén mướn đó, một băm được 7.500, vừa nhắm họ rồi vừa ăn cổ luôn đó. Ờ. Là như 15 đó, là vừa tối nay người ta nhắm họ phải không? Dạ, em hiểu rồi. Là mình đi rửa luôn, rồi sáng người ta ăn cổ xong, mình rửa nữa. Là rửa hai lần. Ờ, rửa hai lần thì mỗi hai lần đó thì 7.500 một mâm à. Là hai lần được 15.000. Cực ha. Ừ. Vô mấy cây nước cây mắm nè. Cái rễ nữa nè, cái này là cái rễ cô bác anh chị nó cắm thẳng sâu xuống á. Mình phải lặn lội xuống đây nè. Ấy da. Cái rễ này khi mà ấy nó mềm vậy á, nhưng mà nó đâm xuống đất là cứng lắm. Đợi lựa tao, đợi lựa chạy chạy nè. Đi ở trên nè con, ừ. Đó. Đâu? Ui dạ, cái cây, mấy cây cây này đâm ghê lắm. Ừ, vậy nó cứng lắm á. Tí bắt.
Nằm ở dưới luôn hả Trí? Dính chưa con? Chưa chết. Gì? Hạnh quốc huynh á mà đừng dành nhiệt cái nào. Nhóc mà không biết nữa. Dính chưa Trí? Cái kỹ năng sống của Trí gừng phải nó ghê gớm. Nếu như mà bỏ con một mình con có đói không Trí? Đói. Đói hả? Dạ. Con biết kiếm đồ ăn không? Biết. Đói thì làm gì giờ? Đói thì đi đào trùng, hoặc là đi lượm chai đi bán, mua gạo ăn. Đào trùng là sao? Đào trùng lấy cái dao đào trùng xong rồi lấy cây câu đi câu cá. À. Hoặc là gì? Lượm vô chai bán hả? Dạ. Mua gạo ăn. Dạ. Là bỏ con mình con vẫn đâu có đói đâu. Con vẫn đâu chết đói đâu đúng không? Hồi đó giờ là có lượm vô chai bán không? Có rồi chứ, có giờ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Có không con? Có không? Có, đang đụng rồi. Đang đụng đó hả? Dạ. Cái kẹp nó chưa mũi lắm. Con có bị nó kẹp không? Không, nó chưa. Nó chưa tới thời cơ nó. Con có ước mơ gì không Trí? Không. Con có ước mơ mẹ con về không? Bỏ con từ hồi nhỏ thứ tư còn học lớp 1 tới giờ luôn. Ừ. Lại cho có 50 ngàn. Cho có 50 ngàn à? Dạ. Bỏ con luôn. Dạ. Con có muốn mẹ mình về không? Không đâu. Bỏ con à. Bỏ con à hả? Con có muốn ba mình về không? Ba con giờ mất tích luôn rồi. Chứ đâu có lợi đâu. Ba quê ở đây hay gì? Không đâu, ở đâu á. Ở dưới gà á, không phải ở dưới gà. Ở đâu á. Rồi ba không có thăm con luôn? Không. Mẹ về có tha thứ cho mẹ không? Hả? Trí? Dạ. Mẹ về tha thứ cho mẹ không? Không được. Mẹ con nói mẹ bỏ hồi lúc mấy tuổi quên rồi? Hồi lúc 8 á gì á. Hồi lớp 8 tuổi rồi. 8 tuổi hả? Dạ. Lúc đó con mẹ bỏ con nhớ mẹ dữ không? Hồi lúc đó bỏ con đi theo trai con tưởng đi lấy em con lại Ngọc Bích á. Ừ. Tưởng lấy em con lại ai ngờ đâu giờ. Đi theo trai tới giờ luôn. Bỏ luôn. Dạ. Rồi buồn dữ luôn. Rồi cái ngày hôm đó là sao Trí? Hôm đó hai người anh em con, Nhí với con á. Ừ. Ở nhà thì đi bẻ dưa bán cho người ta vậy đó. Ừ. Thì sao về con không thấy mẹ thì sao? Đó, mẹ con bỏ rồi, bỏ hồi mà con lúc 8 tuổi nhưng mà mẹ con bỏ con hồi mà con đang đi mua đồ rồi nè. Xong rồi đưa khi con về cái một mẹ con lên xe buýt đi mất tiêu. Là bỏ nay 5 năm rồi. Được bỏ con lúc đó, cái ngày mà mẹ con bỏ đi á, thì con làm cái gì? Con bị bệnh cái chân con bị bệnh gì á. Ừ. Xong rồi có cậu con đem đi chỗ đâu dính đó hả, đưa chú coi coi. Rửa thôi. Ngày bình thường con bắt trúng mánh nhất là được nhiêu con vậy? Hàng ngớt thùng hoặc là nhầm ngọt ít thì mà nhiều chút. Đâu con đó đâu được coi, con cái hay con đực? Con đực. Sao biết con đực con cái? Đực nếu con đực thì nó có dấu gạch dài như nè. Nếu con cái nó có cái dấu bự trên này nè. Con nào ăn ngon nhất? Con nào cũng ăn được hết á. Mà con nào cũng ngon hơn? Nếu con có trứng thì nó ngon hơn. Vậy hả? Nãy giờ con với là chị, con kêu Thanh bằng chị hay sao? Kêu bằng chị ba. Chị ba, con với chị ba bắt được mấy con rồi? Con không biết đâu.
Con không biết rồi. Hai con hả? À. Đâu? Ủa được 5 6 con rồi nè. Đây một con. Đâu anh? Lên chưa? Lên. Cái này gọi người ta gọi là đi thục con châu ụ hả? Đâu, thành quả đây. Đâu đưa cho mọi người xem coi. Đây là châu ụ. Đâu, cái cây này là để mình móc nó đừng cho nó cắn tay. Giới thiệu với mọi người cho em ơi. Cây cụ móc này mình để nó thục vô hang, nếu mà mình thục tay không nó sẽ cắn mình, nó đau. Mà mình thục nó, mình đưa nó gần lên cái mình bắt như thế này. Nếu mà các bạn mà bị cắn là đau lắm đấy. Đó, các bạn biết. Cắn hơn cua biển nữa đó. Nó không nhả đâu hả? Nó không nhả luôn, mình bẻ cạn lấy vô miệng mình cắn. Nó cắn được lên. Cắn được cái nó bể càng lại. Dính ơi con. Có không? Có đụng nó chưa? Những đứa trẻ. Con anh Thanh năm. Đâu Thanh? Con Ba Khía. Đâu? Gửi gửi. Ồ Ba Khía. Đâu? Ba Khía nhỏ quá bỏ nó đi hả? Nhỏ quá mình ăn đâu được đâu. Đó. Nhỏ quá rồi sao đó anh? Thả đi thả nó. Rồi anh cò qua kia rồi. Cò lội qua kia kìa. Quên nó hỏi con có ước mơ gì không Tri? Không có ước mơ gì hết. Sao hả? Ước mơ con đi biển. Con ước mơ con đi biển. Anh cò thì bên kia. Còn Trí ở đây. Còn đây là Thanh. Anh gái mà gọi giỏi ghê á. Mình bắt vài con nữa mình về được rồi. Hả sao? Dính à anh? Ừ, bự quá hả? Đâu, cho em xem với. Ồ. Ồ. Bỏ rành luôn. Đấy. Bự có nghe đực nè. Không có rồi trời. Khi mà cùng với các đứa trẻ cũng như là anh cò ở đây trải nghiệm cái nghề mà bắt chù ụ á thì mới biết được cái nỗi khó khăn của người Khmer. Và tình yêu với biển cũng như Bùi Hồ nói ở những cái clip trước đó, đối với anh là vô hạn. Ê, hai con qua đây nè. Bên đó này chú qua đâu được, nước sâu quá mà. Ở cái huyện Trần Đề này thì ba dân tộc mà cùng sinh sống với nhau rất là chan hòa và yêu thương nhau, đó là Kinh, Khmer và người Hoa. Thì ở trong cái huyện Trần Đề này thì người Khmer thì chiếm phần đông hơn. Anh cò. Ây da. Kìa, mấy đứa trẻ bên kia kìa. Có không? Không đâu. Đâu? Nó lậu rồi. Lên trên bờ lẹ. Con lột đó ăn ngon không? Lột nó ăn nó mềm. Mềm ha? Dạ. Cái càng nó còn khó, cái càng nó mềm. Cái một con cái á. Đâu? Coi khích trứng không? Không. Dạ không? Ở trong cái... Cắn, nếu mà nó cắn mình là đau lắm đó. Bẻ càng phải không? Cắn bẻ bỏ càng luôn. Bỏ càng luôn hả? Ừ. Nè con là con cái này phải không? À. Nó có gạch bự vậy nè. Hay ghê á. Rồi bắt con hai con nữa mình về được rồi. Nè con.
Ốc gì? Ốc len. Bỏ cái thùng nó vô hang. Thế nào nó vừa đẩy cái hang luôn. Dính nó luôn hả? Đây đó, nó gặp nhiều hang ghê á. Nơi nào mà có hang nhiều thì có chùa ụ nhiều, giống như cua đồng thôi. Anh có biết con cua đồng không? Cái đồng bự, cái gành nhỏ á. À, còn hai con này thì cái cạn giống nhau ha. Ui. Giờ thục vô cái một cái sợ luôn trời. Nó kẹp hả? Không, nó hả cái càng ra. Nó đợi mình luôn. Con đi theo chú chịu không Trí? Không, mà con đi theo cậu. Không đi theo chú chơi. Ui. Hả? Ôi, đòi cò hơi. Đòi cò hơi là gì? Tới cổ rồi. Hả? Tới cổ mày rồi. Dữ lắm con loại nè. Đòi cò hôi là gì? Dạ. Anh ca một cái bài Khmer cho em nghe, theo Khmer cho em nghe được không anh cò? Cho cô bác quý anh chị nghe được không? Cũng không mấy gì được nữa mà. Ít có ca. Bây giờ cái. Giờ mình cá đại rồi chút được. À cái. Như quen đi biển, bây giờ mình chơi cái bản văn câu đi. À văn câu đi. Ừ. Rồi. Ca tiếng Việt á. Dạ, ca tiếng Việt luôn. Mà ca không hết nữa. Ờ, ca như... Đừng chút rồi. Rồi. Bởi vì mình không có từng đi theo cái đường ca sĩ, bởi vì mình đâu có ca hết được bản. Dạ. Đừng chút gì đó. Rồi, ca em nghe với. Này, coi. Nó chuẩn bị trước rồi tôi ơi. Nè, con móc nè. Ca đi anh. Giờ mình chơi cái bản gì để coi nó phù hợp hơn như biển ta. Đi văn câu đi, em thích nghe bằng đó. Bản văn câu hả? À, em hỏi anh đêm nay đi đâu đúng không? Ừ. Rồi ca em nghe với. Em hỏi anh đêm nay anh đi đâu nè. Anh nói rằng anh đi văn câu. Anh đi văn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cái sao anh trống ào ào. Em hỏi anh văn câu ra sao nè. Anh mộc mỏi anh đi văn câu. Anh đi văn câu con cá nào ăn. Con cá tha mòi là con cá gọi đời. Trời xanh gió mát cá căng câu, cá quay đuôi gọi nhau. Trời nắng chang chang anh bơi xuồng ra khơi mà văn câu. Có khúc là. Bây giờ cái đoạn đó anh dịch ra tiếng Khmer được không? Không. Không biết dịch. Không biết dịch hả? À. Bây giờ anh hát một cái đoạn tiếng Khmer cho em nghe với. Tiếng Khmer là là Oka La Hong đi. Oka La Hong hát cho người Mỹ nghe. Rồi Oka La Hong ha. Oka La Hong, Oka La Hong đồng nông rực xa. Bàn chiếc gà na xòm bè bà ca là hồng khăn ông bê xùm bè bà ca là hồng khăn ông bê nếp bằng xòm xu sân rửa mùi gò mòm nè rửa mùi miền đầy bàn cơ chân nam mây bàn chia sầy lọ đạch kì bàn chia sầy lọ đạch kì ở dưới cây xanh ở dưới cây xanh có một loài hoa khuy. Này cô em ơi, đẹp tươi thắm như đo hoa hồng. Đẹp tươi thắm như đo hoa hồng. Xem sao. Hay quá. Nghĩa đó là gì ta? Thì như là mình ca cái ý nghĩa hồi xưa tới giờ đó. Cái bản đó mấy ông già già ưa ca cái bản như là bông đu đủ đó. Thì cá là hồng đó. Cá là hồng. Ừ. Tiếc bên em là cá là bông đu đủ đó. Hay quá luôn á. Rồi dịch lại tiếng Việt mấy câu nữa. Dạ. Cho nó phù hợp. Ừ. Hay quá. Thanh ca được không? Không. Tí ca được không? Không. Dạ, Thanh bắt thiền nhóc chuẩn. Thanh ca cho chú nghe với. Ôi hát đi mất cỡ gì. Cho vui lao động mà. Ha. Nhìn con. Con ca tiếng Khmer được không? Dạ. Con ca tiếng Khmer được không? Không biết. Không biết hả? Đã lâu lắm rồi đó. Ai biết ca cầu dừa đó.
cây cầu giữa con đâu có thủ. Rồi cái gì có lúc buồn gì rồi đó, có lúc buồn anh lặng trầm vì câu nói em hỏi anh sao không cưới em, mình đã yêu nhau thật lâu hai hiểu cho anh cũng yêu anh cũng buồn, làm đàn ông anh sẽ lo lắng cho em, đừng giận đừng hờn anh mà em quá cho anh thời gian để chứng minh anh cần em, anh sẽ cố gắng anh làm tất cả cũng vì em, em đừng suy nghĩ dù nhọc nhằn không hề chi, anh sẽ không bao giờ lùi bước dù khó khăn, anh sẽ không bao giờ không bao giờ anh bỏ em, anh sẽ không bao giờ anh bỏ tay. Oh. Hay quá luôn á, thiệt luôn á, câu này chỗ tài biết biết cài không có lỗ mà bắt nước đúng rồi, thiệt luôn, vui ghê á. Buồn chát con chú cậu cháu ca chơi vậy đó, chơi vui. Lao động mà mình quên đi mệt nhọc ha. Còn bài nào nữa không? Buồn quá Thanh ơi, con không tặng chú bài nào. Ba Thanh nè, Thanh cũng biết ca, giấu nghề đó. Giấu nghề. Cũng đi học lớp 6, lớp 5 gì rồi cũng không chịu ca. Trách ai vô tình đấy vậy? Thanh cũng biết ca mà. Cái từ mà sốc spy bòn, sốc spy bòn có nghĩa là gì ạ? Cái đó cô làm cho con hát karaoke. Và cái chú gì bê đê đó. Chú Lan, chị Lan Anh là ở tại Cần Thơ, đài đài truyền hình Cần Thơ. Đó còn xe nó hát. Xe hát dữ lắm á. Ngọc xe biết hát cái bài mà gió lông lay bàn tay rớt vô đầu. Mình mẩy dơ hết trơn kìa. Bữa nay ở con nói gì vậy? Nói cái tiếng dạ. Đây con nói là Thanh. Nói là sao? Con nói lại. Nói lại thôi. Thôi bắt con hai con nó về được rồi. Cái con này ở đây có em âm thanh của nó, em nghe cái tiếng cái càng của nó. Cái càng của nó đụng vô cái sắt hũ móc mình là nó có kia. Cái âm thanh nó khác. Nó vô cái kẹt tay nè, khó móc. Nói gì chứ không hiểu luôn á. Thanh cũng biết ca mà ta không ca. Mẹ Hiền ơi cũng được chị. Mẹ Hiền ơi Thanh. Mình yêu mẹ yêu cha sao đó. Thanh ca cái câu mẹ Hiền ơi cho chú nghe với. Cha dạy hoài đó. Mẹ Hiền ơi nha Thanh. Mẹ Hiền ơi con thèm bữa cơm gia đình. Dòng sông nước chảy con thuyền cũng đưa xa bờ. Mẹ ăn con vô vô đầu vậy đó. Rồi con không biết ca. Mình làm thận con mình phải ca cái bãi đó. Rồi ca khúc đó Thanh. Thanh ca cho chú nghe với đằng này đó. Thanh ơi. Thanh. Ồ Trí ơi. Ca cho chú nghe đằng này với. À. Không biết ca cái bài đó đâu. Người bài nào không biết ca đi vậy. Không biết bài nào. Biết bài gì ca bài nãy đó chị. Xe ở trên. Nhạc sống nữa. Nhạc phương động nữa. Cô bác anh chị ở trong cái video clip này đó, Bùi Hồ muốn ghi lại những cái khoảnh khắc này để cho cô bác anh chị hiểu rõ được cái cảm giác, cái cảm nhận được. Em đi lấy chồng về nơi Sóc Trăng về cho xe.
cảm nhận được cái nỗi khó nhọc của người người dân ở nơi đây. Và ra thì trong cái gian khó như thế này thì anh cò ở đây cũng như các bé tìm được một cái sự thanh thản nơi tâm hồn, mà anh có thể sống hòa nhập với thiên nhiên như thế này. Những cái con chuột mặc dù giá tiền nó không bao nhiêu nhưng mà bắt được nó thôi là đã vui ha anh cò ha. Clip này thì chắc có lẽ là mấy anh em mình Bùi Hồ sẽ cùng mấy anh em đi về, sau đó là sẽ đi xuống biển anh cò ha. Thôi bây giờ mình về được rồi. Đây thôi mình sẽ cùng với cái thành quả của mình đây nè. Đâu quay lại đây. Ôi cũng gần nửa ký ha. Gần nửa ký luôn. Thôi bây giờ mấy anh em mình về đi đâu nè? Giờ mình đi xuống biển bắt cá bóng sao. Ok anh. Bye bye. Bye bye thôi. Rồi chào các anh. Bye bye. Yeah. Về thôi.